Ban chấp hành đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lâm thời nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 20 thành viên, ban thường vụ gồm 6 thành viên. Ông Đinh Tấn Nhàn, ủy viên ban thường vụ tỉnh đoàn, trưởng ban tuyên giáo tỉnh đoàn, giữ chức vụ bí thư đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Ông Trần Đăng Tiến, chuyên viên ban thanh thiếu nhi trường học tỉnh đoàn, giữ chức vụ phó bí thư đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2017-2020. Đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh trực thuộc tỉnh đoàn Tây Ninh gồm có 12 đoàn cơ sở, 39 chi đoàn cơ sở với 2.003 đoàn viên.